tàn bay tàn đập ơi ban răng nghe mi hơi cầm bia bơm lia ôn tới ngày. Xin kính chào cô chú anh chị cùng quý khán giả đang quay trở lại với hoàn cảnh của chị Vi, nàng dâu vừa bị đẩy ra khỏi nhà đó cả nhà. Thì ngày hôm nay thì Bảnh cũng đang trước chỗ mà công trình chỗ anh thợ tấn của bên thợ của cô Mạch Kim Huê có mời anh ấy tới đây để làm đó cả nhà. Thì nhà tiền chế thì nói chung là đơn giản thôi, nói chung là có lót gạch đầy đủ, gạch thì tông màu trắng Bảnh lựa rồi. Rồi để làm cho chị mà nhà thì cao nha, nói chung là nhà cao, nếu mà nhà to nó mới làm thấp thì nó bị nóng. Chị nãy giờ chị chưa có chào ông bà cô chú à? Chào cô chú, chào mà cô Mạnh mấy người Vân. Chào cả nhà. Bình tĩnh thì sao rồi, mình có đi địa chỉ với em cho cái số điện thoại liên hệ đó. Dạ có. Bây giờ anh ta kêu uống là lại đủ đủ đực lắm. Gắn uống đó với cây sắc hê cũng có. Thấy sao rồi? Nó cũng hơi đều đều đấy. Uống thứ rồi đợi lấy giấy kết quả nữa. Dạ. Và 8 ngày nữa mới biết. Dạ. Dạ. Rồi cảm nhận sao khi mà mình sắp sửa có nhà đó? Mừng á, mừng ngủ không được luôn á. Thằng có nhà rồi chị nói ở cho ở hết một đời nó thấy dạ. Mừng lắm, thiệt á. Hết cái đời luôn dạ. Dạ, bà nói không phải 5 năm đó cho ở đấy chừng nào tôi mất thì con bà lấy lên. Dạ. Bà nói vậy á. Dạ. Dạ. Thôi được thì cũng tốt, nói chung là giờ chòm xóm nhau thương nhau như vậy là quý lắm á. Dạ. Kiếm đâu ra. Thì thầy ngôi nhà này cả nhà, thì chia sẻ chút xíu đi. Thì nhà cao đó. Làm nhà tiền chế thấy cao như vậy, nó đừng có cho thấp là bị nóng. Rồi nữa còn phải che cái mái ra nữa, không biết chút xíu hỏi thợ nữa. Chắc có che cái mái ra nữa. Che. Thấy ở như vậy được ơi, lạnh miễn là tối mình về mình ngủ nó á, còn sáng thì tôi hết bệnh 4 giờ tôi đem bánh ta đi bán rồi. Lấy bánh đi bán. Dạ rồi. Lấy bánh đi bán rồi chiều mấy anh ta đem rau cải lại mấy tôi chiều 2 giờ tôi mới đi bán nữa. Là đừng có ta xuống nước nữa nha. Nghỉ xuống nước rồi. Bây giờ lúc này còn hơi mệt không dám đi ngồi coi nhỏ con bán đi theo nó đấy ở nhà buồn quá. Tôi uống thuốc đi rồi sẽ cho số điện thoại của chị để mà đi xin củ bạc hà núi về. Dạ. Nấu uống nó tốt nữa, nghe nói tốt lắm, em có đi trên Cần Thơ gặp xưa. Bên đó rồi đó. Dạ. Rồi nữa cho địa chỉ của chị lên đó rồi hướng dẫn cụ thể đàng hoàng mình uống. Dạ. Người ta bị ung thư người ta nghe nói là uống hết đó. Dạ. Rất là nhiều người tới Cần Thơ chỗ Bảnh đi hôm trước á. Thôi lúc trước á nó nóng lạnh 3 lần mà bây giờ uống đủ đủ nó nữa, hình như từng nay nó còn giảm còn 2 lần á. Dạ. Dạ, nó xuống đỡ rồi, nó ít hành á. Dạ. Nó hành đấy mà hành 2 cử rồi, nó không hành 3 lần nữa. Cô chủ nhà. Thôi anh. Thôi gặp chút xíu coi. Rồi, hơi dễ thương quá. Sao khỏe không cô chủ nhà? Khỏe. Cô chủ đất chứ? Cô chủ đất. Rồi, sao về bữa đó là có bạn rồi ha. Về bữa có bạn rồi đó cho vui ha. Dạ. Có buồn gì không? Không, không buồn đâu. Buồn gì hôm bữa hát tặng hết bài hả? Dạ. Thấy chị cũng khó khăn hát cả nhà nhưng mà chị vẫn là vui vẻ chia sẻ luôn. Dạ. Nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo tình thương phải không? Dạ. Dạ. Chị có tình thương được rồi, nghèo nghèo cho sạch đi. Dạ. Cho rách cho thơm đi. Dạ. Tốt quá, kiếm đâu ra ha, chòm xóm như này. Dạ. Nãy nếu mà nhà này chị Vi này ở cả đời cũng được đúng không? Hả? Ở cả đời đúng không? Hả? Chị Vi này hết đời của chị đúng không? Hết đời. Đó. Đời của chị Vi thôi. Dạ. Dạ. Như vậy là tốt rồi. Em cũng cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ. Nói chung là không có buồn phiền gì đâu đúng không? Ừ. Cười cái cây. Cười ngại quá. Ngại tại không có răng à? Không có răng hả? Không có răng. Ép răng rồi. Ép răng rồi. Đẩy hết răng. Dạ. Mấy hôm nữa là có chòm xóm lủi hủi ha, chị em lủi hủi với nhau. Dạ. 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 Cảm ơn chị rất là nhiều quá, nói chung là trên cộng đồng mạng ai cũng nói luôn á, chị tốt lắm á. Dạ. Dạ. Kiếm đâu ra, tại mình thấy chòm xóm như vậy á, thấy khó khăn mình giúp đỡ thôi, một đời họ đi thì kiếp sau mình còn làm phước để con cháu nữa đúng không chị? Dạ. Dạ, có như hôm trước chị nói đó. Thôi mình làm phước cho con mình đi. Dạ. Mình không được hưởng lại con sao mình hưởng. Dạ. Đó, bởi vì là tốt rồi. Dạ, cảm ơn chị đẹp nhiều nha. Dạ. Rồi,
nữa uống thuốc á, rồi em sẽ cho cái số điện thoại để liên hệ, rồi cái nếu mà đi có rủ ai đi chung á. Chừng nào có đi kêu bà đi. Nói chung là chị làm nhà xong á, chị có thể dư tiền mười mấy triệu đó cả nhà. Nói chung là tiền của chị Vi thì đã đủ rồi, đủ tiền làm nhà. Tại mà nhà thì của cô Mạch Thị Vi đã làm rồi, chỉ còn có phần tiền mà các cô chú Mạnh Thị Vương giúp riêng nữa thì nữa bạn sẽ công khai. Mà hôm trước thì bạn cũng có cho chị ấy là ứng trước là 2 triệu để mà đi khám, đi khám 2 lần ấy. Dạ. Rồi nữa có đi Cần Thơ đó, rồi xin Bạc Hà Núi gì đó. Hay là đi Trà Vinh gì đó, em có số bên Trà Vinh nữa, có ông thầy và chị ông Thư bên Trà Vinh nữa. Nữa có gì đó, hai chị em nhắc đi đi luôn. Bao xe đi. Cắt tôi đi không được. Tôi đi cháu lên Bình Dương rồi. Đi Bình Dương nuôi lệnh giữ con, nó đang mình lệnh công ty đặng á, không có ai nấu cơm nước cho nó. Rồi sau này nhà này ai ở? Con đó, nhỏ lệnh cho đất kem bên đó. Đứa gái mà cho đất cho chị Huy ở đó. Dạ. Vậy là chị lên Bình Dương. Khi nào mới về? Tết hả? Tết. Tới bơi đua xuống lần, Tết xuống lần. Vậy hả, vậy sẵn đây có chị ra, chị Vi đây nè, gần gũi nè, coi trước coi sau giùm rồi. Dạ. Giùm coi nhà cho bà đó, luôn. Đó, tốt quá rồi. Dạ. Rồi, chúc chị đi thường lộ bình an nha. Dạ. Vui vẻ nha. Nếu mà vui bên đây có hát bài gì nữa không? Có hát bài gì đâu. Dạ, cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, để em vô gặp anh Tấn. Dạ. Cảm ơn chị dạ. Nắng, chị vô nhà đi, chị bệnh quá, chị để em vô gặp ông Thợ cái. Thì kính thưa tất cả các chú anh chị, trước màn hình của chú anh chị thì là nhà của chị Vi á. Thì hôm nay thì bạn tới đây cũng như là xem cái công trình tới đâu rồi. Tại vì bạn đi cũng khá là nhiều nơi. Mai mốt đây bạn còn đi chỗ mà trẻ em ở chùa Vĩnh Phước An ở Bạc Liêu nữa, đi trao tiền của Mạnh Thường Quân. Thì ngày hôm nay bạn tranh thủ tới đây chút xíu để mà quay cập nhật nhà cho quý bà cô chú xem và sẵn tiền đây cho anh Tuấn này ứng thêm. Thì anh Tuấn có chia sẻ về ngôi nhà chút xíu ha. Dạ. Thì bây giờ Thợ đang làm ở trong thì bạn không có vô được. Thì mấy cái chân cột á, thì anh làm thế nào? Mấy cái chân này đó. Mấy cái chân á, là sử dụng chừng nào xong xuôi hết trơn là sử dụng tán bung hết toàn bộ. Tán bung là câu là cái này nó dưới hết toàn bộ đó. Sử dụng tán bung hết toàn bộ. Tại giờ anh em cũng chưa đang làm xong nên tán bung chưa có xử lý. Còn ra cái máy hiên nữa phải không? Còn ra cái máy hiên ở ngoài nữa. Bắn cho kỹ anh, những cái ấy bắn cho kỹ giùm em nha. Đúng rồi, tại phần ở trên thấy không? Là tôi sử dụng ốp, ốp vô chứ không ốp vô là sau này nó mưa nó tạt nhiễu vô. Còn xử lý ốp vậy là không bao giờ tạt nổi. Đó. Còn ở bên hành lang này là 1.5 m. Chạy gài cái máy hiên này chưa có gáp. Anh em làm chưa kịp. À chưa có gáp, nói chung là chưa thấy cái hình, mới thấy cái khung gì thôi. Mà anh em chắc cũng khác nữa. Làm nhưng mà làm không có kịp. Tại tranh thủ bữa nay cũng làm cho rồi nè, mà bây giờ tình trạng là cũng làm không có kịp đâu. Gấp nhưng mà phải chất lượng nha. Dạ, phải đúng rồi. Cho xong. Xài đồ chất lượng cho bên nhà chị Vi hết trơn toàn bộ đó. Đây nó vướng bận quá, bạn không có vô được. Thôi để ngày kiểm tra đi rồi coi luôn. Dạ. Cái nào mà bắn tôi mà bị lủng thì chắc lại cho ta liền nha. Thì toàn bộ là từ A đến Z là không có chỗ nào mà lủng hết. Bắn chính xác phải không? Ừ. Nói chung anh Tấn là biết làm thợ hàng luôn hả sao? Dạ, thì làm thợ hàng, thợ hồ gì cũng làm bình thường hết trơn. À, tính ra anh giỏi hai chiều, đa năng. Hai chiều, đa năng. Nhà tiên chế mà dạ. Tự hàng vậy chắc ăn chứ, nhiều khi anh lãnh xong anh đi mướn thợ khác rồi nó tốn tiền. Một, tốn phí, hai với lại mình giao cho anh ta là không có chất lượng. Đúng rồi. Là làm mình ơn đi với ăn thua anh em mình nói chuyện, mình làm phải chất lượng cho anh ta. Chứ không có giao cho người thợ. Đó, thì anh biết thợ hàng á thì nó ok hơn, còn anh mướn thợ vô thợ làm những sai sót đâu có biết đâu, anh cũng đâu có biết. Đúng rồi. Rồi á lỡ cái nhà bị gì là mang tiếng anh đó. Ừ, mang tiếng bên thầu rồi chứ không phải mang tiếng bên thợ. Đúng rồi. Dạ. Thì hôm nay như vậy thì không có gì hơn nè. Anh bây giờ em cho anh ứng tiền 20 triệu ha. Dạ. Hổm nhiêu rồi nhớ không? Hổm 20 triệu rồi. Ừ. Dạ, cho đến 20 triệu nữa, còn số còn lại thì em giữ nha. Dạ. Nào làm nhà xong em mới trao, và kiểm tra xong ok em mới trao nhà, trao tiền nha. Rồi. Còn mười mấy triệu à, đúng không? Anh có liên hệ với bên cô chưa? Liên hệ có cô. Có liên hệ bên cô rồi. À, cô Mạch Kim Bế đó. Cô Mạch Kim Bế, dạ. Ừ. Tại thường thường là giờ này bên bển cũng cô cũng ngủ rồi. Biết rồi, ý là anh là cô đưa ra qua đây thì anh có gì đó. Đây.
nói với cô nha, em thì chủ yếu là cập nhật thêm thôi, thì nhà này của cũng cô... liên hệ với cô thường xuyên à. Nè, mỗi sắp là 10 triệu nè, đếm đi. Rồi, ok 20. Đủ á, 20 á. Là tổng cộng là 40 triệu ha. Tổng cộng là 40 triệu. Còn số còn lại khi nào xong nhà xong em mới trao. Rồi. Tại em còn kiểm tra nữa. Rồi đúng rồi, tại chừng nào nhiệm thu đi cái đó ở tính. Tại cái này cũng làm nhà cũng mới được 50-70% mà. Đó, chừng nào xong đi nhiệm thu đi rồi tính. Rồi. Tại cái này cũng cũng là nhà tiền chế làm bằng tôn, nó phải làm cao như vậy á. Mới nó không có hầm, nếu mà thấp quá nóng chịu nổi đâu. Tại kích thước chiều cao lên là em cho tới 4 mét mấy, 4 mét 9 đó. Lấy số tốt cho chế không đó. Thì làm nhà thì chọn cái số cho người ta. Chứ mình công nhận mình làm cái giá cả vậy thiệt, nhưng mà mình làm đúng chất lượng nhà người ta, cho đẹp đẽ như ngôi nhà của người ta mới mình thấy yên tâm. Đúng rồi anh. Đó. Vì cũng vậy, cái làm bằng cái tâm mình cũng yên tâm, mình có cái tâm của mình cũng góp phần vô trong đó một chút. Nhà xong xuôi người ta cũng khoái mình đó. Đúng rồi, đi làm... tới đâu người ta cũng nhớ mình tới đó à. Làm không có tâm, còn chiến một thì chạy bỏ anh rồi. Đúng rồi. Nè, rước tiền 20 á, cột đàng hoàng rồi, đi anh. Chứ rồi, để rồi. Em trao rồi nha. Rồi rồi, cảm ơn anh ạ. Em trao tiền rồi, đừng nói hồi chưa có trao nữa, không có tiền đưa ha chị chủ đất. Rồi, cảm ơn anh nha, cố gắng làm cho đẹp đẹp giùm chị nha. Rồi, để em nói chuyện với nhà. Dạ. Cố gắng giúp đi. Rồi. Rồi. Rồi, bây giờ tâm sự cùng với chủ đất, chủ nhà đi luôn nè. Đây là chủ nhà, đây là chủ đất. Dạ. Thấy hai chị em cứ ngồi hữu hỉ hoài, có chuyện gì không? Có, vui á. Vui á hả? À, vui, mừng cho nó. Tôi còn ngủ không được đây đó. Thế mà cảm ơn mạnh thường quân, cảm ơn cô Bạch Thiên Bê nhiều. Con gắng làm không cho phụ lòng cô đâu. Con gắng đi kiếm thuốc uống cho hết bệnh nặng. Con đi làm nuôi con thằng nhỏ nữa. Dạ, cảm ơn cộng đồng mạng nhiều, cảm ơn mạnh thường quân nhiều. Dạ. Nói chung là cái sự việc của chị thì nói chung là ai cũng thương. Tại vì nó cũng đồng cảm. Tại vì cũng là một người phụ nữ, tại sao mà khổ như vậy? Vừa khổ tâm và còn bệnh nữa, nói chung là nó nhiều thứ quá. Con người mình ta nói là nghèo tiền nghèo bạc chứ đừng có nghe bệnh hoạn, nó khổ lắm. Dạ đúng không chị chủ đất? Dạ. Dạ. Hôm nay là nghe chị chủ đất vài bữa đó đi Bình Dương rồi. Dạ. Dạ. Đi Bình Dương. Dạ, con làm ba đứa đặng không có ai nấu cơm nước, nó ăn ba chân vịt chiên không à, không biết làm đồ ăn. À. Mấy tuổi em không biết làm đồ ăn. 19 tuổi. Nó đi làm vậy nó không có thời giờ. 19 tuổi hai đứa sinh đôi đó, 19 tuổi. Sinh đôi hả? Gái trai. Gái trai luôn. Ủa, sinh đôi là trai với gái luôn hả? Dạ. Wow. Rồi đứa trai Úc 17 tuổi. Làm đàn ba người. Vậy là chị Vy có thể ở đây cả đời rồi. Dạ. Xong nhà này rồi. Dạ. Đời này không? Hết đời luôn rồi. Hết đời nó hết tôi đời. Ở vậy không biết chừng nào tôi ở chùa với nó. Ở chùa là sao? Giống như là chết đi, người ta đem mình đi chùa ở rồi, người ta đâu có cho mình ở đây đâu. Đúng rồi. Đi chùa đi nghe kinh. Ông lục đọc kinh đi, có phước nữa. Mà chưa gì đã tính tới chuyện đó rồi. Chuyện đó sao nữa? Sống mai chết mai không biết. Gan sống đi giờ biết làm sao vậy. Rồi lọc nó nghe cho nó mát mẻ cái. Mới lạnh. Cái gì? Mới lạnh. Lạnh đầu á. Lạnh thì nâng trâu. Bị lạnh da đầu. Làm như mình không quen cạo đâu. Tóc á, quỳ cạo đi nó hơi lạnh lạnh. Rồi tóc nó hơi, cái đầu hơi nhẹ. Rồi buổi chiều đó bà con ở đây có tới thăm chị nhiều không? Có, ta lại thăm rồi mấy người chị cũng ở nhà xa, ta cũng lại coi nữa, ta mừng cho á. Ta trời, mày may rồi đó, có phước á, mày dùng giúp đỡ cho nó có đất, cất nhà ở làm, mày có phước nhiều rồi đó. Dạ. Yeah. Không có gì mà nghèo mà còn giúp nữa, ta nói vậy. Thế bây giờ nó khổ rồi không giúp nó sao được. Phải giúp cho nó. Yeah. Hết khổ nó gắng mừng ăn đi nuôi con cháu nó nữa. Yeah.
cũng cảm ơn mấy người hàng xóm trong này cũng giúp đỡ nhiều lắm. Yeah. Tới bệnh vậy luộc lại nha, luộc ốc lặn lấy thịt đi bán mấy bà đi tiếp không tôi chị đi tiếp. À, nhận lễ ốc đó cả nhà. Yeah. Lễ ốc. Lễ ốc ra thấy là thấy lấy thịt tiếp đó mình đi bán đó rồi mấy bà đi tiếp đầy hết trơn. Làm sao mình yên làm gùi tới 60 ký ốc luộc gùi. Không lễ làm sao được, nó lễ người ta đi đâu có gì. Ta đi phụ gì đó có mua nước ta uống không? Có. Mua nước cho mấy bà uống gì? Bà không lấy tiền đâu, bà lấy uống nước à. Uống nước. Bà con ở đây ta giúp đỡ nhau cả nhà. Dạ. Nói chung chia sẻ, giúp nhau được mình giúp ha. Dạ. Mình không có tiền mình không có cái tình. Nói vậy lợi dùng bẻ lặt rau lặt gì dùng hết trơn á. Dạ. Không có bỏ nó đâu. Ai cũng dùng hết trơn á. Dạ. Nhà này nhà tôi với nhà kia. Đâu cũng là bà con đó. Dạ. Bà con cô cậu á. Dạ. Nhà bà con gì đó mới có đất á chứ không phải bà con là chưa chắc là có đâu. Dạ. Mà có nhà bà con nhiều có đất mà còn không giúp nữa. Dạ, có chỗ người khác là không giúp. Dạ, nữa. Người giàu cũng ta có đất còn không giúp nữa. Ừ, chị là chị giúp luôn á. Dạ. Kiếm đâu ra người chị gái này, bữa nay là hát tặng bà gì đó nè. Có. Bà gì nữa ơi? Hát. Bà gì chị? Xong tức mười trời. Bây giờ là tặng khúc nữa ha. Giờ cho mượn kẹp micro luôn. Chị mừng cái coi. Vài bữa chị về Bình Dương rồi. Chị đi Bình Dương rồi. Đó bây giờ hát cho chị Vi nghe đi. Mai mốt là chị chung đất đi Bình Dương rồi đó cả nhà. Dạ. Rồi xong tức mười trời là cái gì ta xin nước một thao hả? Xong tức mười trời là đầy sợi đòn. Bà ti nạ kêu sợi non. Đà chạch bon cầm pria. Bạn bay tận đập ơi ban ra nghe mi hơi cầm phía bông lia ôn tới ngày ta nấu bi cái men của nhà nát à xô đã chặt à nát đã bông cầm phía bạn bay tận đập ơi ban ra nghe mi hơi cầm phía bông lia ôn tới ngày. Ôi cảm ơn chị nhiều, sao chị khóc vậy, nghe tiếng hát là khóc là sao? Tại xúc động hả? Xúc động, thấy bà ăn ủi mình nhiều lắm. Ăn ủi rồi nói chuyện không nhìn mặt người ta trốn chống không vậy hả? Không. Chủ đất người ta không buồn mà thôi chị buồn. Tại không giống như là bà giúp nhiều quá, cảm ơn bà nhiều, có gì cũng có bà chị ăn má. Ủi nên ơi, trời ơi kiếp sau mày làm xin chiếc hôn à. Làm chị ni đi. Làm chị ni đi, làm chị nuôi đi. Ừ. Làm chị nuôi đi. Kiếp sau làm chị em ruột luôn. Đừng làm chị nuôi nữa. Chị làm ruột chị luôn. Em ruột luôn đi. Dạ. Tôi đâu có bốn người anh em mà mất hết trơn rồi, còn có một đứa con gái tôi à. Trai không à. Trai không à, bây giờ thôi nhận em nuôi này luôn đi. Dạ. Rồi sau này kiếp sau rồi thành em ruột. Dạ. Chịu không? Tôi thích chị em nhiều, tôi thích lắm. Còn chị em ít quá là buồn mắc đó. Hết trơn buồn. Dạ. Không có ai hữu hỷ hết trơn. Bây giờ mắc hết trơn rồi anh em. Dạ. Ba đứa anh trai mắc hết trơn luôn. Wow. Còn tôi có mình em gái à. Wow. Anh rồi cha mẹ cũng mắc hết giống nó vậy đó. Thì mắc sớm, còn cha mẹ tôi ông già thì 99 tuổi mới mắc. Dạ. Còn mẹ thì 77. Dạ. Mẹ mắc ông đi gùi đất á, chết bả chết 50 mũi lận. Dạ. Dạ. Thôi rồi hai chị em thương nhau lại là mừng rồi. Chị đừng có buồn nhớ chị tháp buồn thì cũng có còn ngon buồn chút mà tới gắng lên, người ta nói cố lên. Bây giờ bản thân mình phải cứu bản thân mình thôi. Chứ không có ngoài ra người ta không có giống như là chồng ta không quan tâm á. Mình phải gắng lo chị bệnh cho hết bệnh. Rồi đặng đi làm không cho phụ lòng mà mạnh thường quân đã cứu giúp đỡ em trong hoàn cảnh khó khăn này đâu. Và cũng một lần nữa là cảm ơn mạnh thường quân nhiều, là cảm ơn anh bằng bảnh nhiều lắm. Ê, em bằng bảnh chứ anh ấy. Dạ. Thì chị cũng vậy, sức khỏe nghe là nhớ uống cái thuốc mà em chỉ đó, rồi hỏi người ta nấu thế nào, uống là đừng có tự nguyện uống bậy nghe. Dạ. Rồi gắng hết bệnh đi, bây giờ còn cứu được. Dạ. Đúng không? Đâu có sao đâu, mình cố gắng bỏ cái tâm lý mình nó bớt buồn đi là. Nếu phát hiện thì mình cứu được, đừng cho nó bệnh nhiều nặng hơn nữa. Dạ. Mình khó lệnh cứu lắm, dạ. Mình mới chút thì mình cứu được thì mình cứu. Dạ. Gắng uống thuốc, gắng ăn đi. Dạ đúng rồi, để mình có sức khỏe chứ không ăn. Sức khỏe không ăn rồi mà mình uống thuốc cũng không nên nữa. Dạ. Không lẽ bao tử mình yếu bao tử thêm đau bao tử đó là ấy mệt nữa. Mệt nữa. Dạ.
có hai ba thứ bệnh nữa. Thôi hai chị em cười đi chứ thấy buồn phải quá chị Vy. Thấy sao cho người bữa nay? Mệt bữa nay mệt hai lần á. Gắng làm cho nhỏ con dọn dẹp cho nó đi ba người mệt là ngủ giỏng rồi. Tới hết mệt mới làm nữa. Thôi bây giờ thì Bọc Bảnh cũng xin khép video tại đây cả nhà. Và cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cả nhà yêu thương chị Vy nhớ để lại một bình luận để cho chị Vy có cái động lực để mà vươn lên cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Xin chào.